Arahang sama samputo pagawa putang pagwantang afiwa demi swakato pagwata thambo thamang namasami subatipando pagwato sawakasangko sangkhang namami. Đệ tử xin thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh. Nguyện nhờ quy đức Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, xin hãy hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thị nam tín nữ, nhất là thí chủ lễ dân y Ca Thi Ná hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui, tiến hóa và thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể Phật tử, bây giờ chúng ta bắt đầu nghe pháp. Và vì chương trình ở tại chùa Quảng Nghiêm năm nào cũng vậy, nó có cái lễ dân Phật y và tăng y Ca Thi Ná, nên thời gian nghe pháp của chúng ta, chúng tôi được biết là chỉ đến 9:45 thôi, hoặc là 9:40. Như vậy thì trong khoảng thời gian 40-45 phút này, chúng ta hãy lắng tai tác ý để chúng ta nghe pháp. Trong cái cuộc làm phước á, nếu mà chúng ta có sự khéo tác ý thì chúng ta nghe pháp là tạo phước trí. Lát nữa chúng ta thọ trì quy giới là chúng ta tạo cái phước đức. Và khi mà quý vị tắc bạch cúng dường y Ca Thi Ná và vật dụng đến chư tăng nhập hạ ở đây đó, thì đó là chúng ta tạo phước vật chất. Hôm nay sư sẽ thuyết cho quý vị nghe một bài kinh mà Đức Phật đã dạy ở trong Tăng Chi Bộ. Đức Phật ngài nói rằng: này các tỳ kheo, những người nghèo nó thường đi với cái sự khổ, bởi vì những người nghèo tức là thiếu thốn vật chất, cho nên họ phải đi vay mượn. Và đã thiếu thốn vật chất là họ làm cái sự khổ rồi, mà họ đi vay mượn cho đến cái ngày mà phải đóng tiền lãi tiền lời, họ không có thể trả nổi thì bị chủ nợ họ đến họ mắng giết làm cái khổ. Rồi khi người đó không có khả năng chi trả thì người này phải trốn mà đi, thì lúc đó chủ nợ liền cử người để đi truy lùng. Thì như vậy cái người mà đi trốn nợ cũng là khổ, mà đến khi mà bắt được rồi đó thì người ta có thể là người ta đánh đập hoặc là người ta đem giam cầm hoặc là người ta giết chết, đó cũng là cái khổ. Thì nói đến cái khổ mà do nghèo á thì chúng ta dư sức biết rồi. Nhưng mà Đức Phật đã dạy rằng: này các tỳ kheo, nghèo đó là nghèo vật chất,
Cái khổ đó chỉ là cái khổ trong một kiếp sống này thôi. Nhưng mà một người mà thiếu đức tin, thiếu giữ giới, thiếu hạnh bố thí, thiếu kiến văn và thiếu trí tuệ, ta nói người đó là người nghèo. Và nghèo này nó sẽ khổ là vì sao vậy? Bởi vì khi một người không có đức tin, không còn giữ giới, không có bố thí, không có kiến văn Phật pháp và không có trí tuệ, thì người này họ chỉ biết làm các cái việc ác, về thân ác, khẩu ác, ý ác, như là một người thiếu tiền để xài, họ phải đi mượn nợ vậy. Và khi mà một người họ làm ác nghiệp đó, ngay trong hiện tại, dù cho họ có tránh ở đâu, có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, họ cũng không có cái sự an vui. Luôn luôn họ phải nóng nảy, họ phải sợ hãi do cái ác nghiệp nó ám ảnh. Giống như một người mà họ bị chủ nợ theo đòi, rồi họ trốn đi biệt xứ, bị người ta truy đuổi vậy đó, nó cái khổ đó. Rồi lại nữa, cái người mà làm thân ác, khẩu ác, ý ác, khi mà họ lâm chung với một trạng thái tâm bấn loạn, đau khổ cùng cực, như là tên đồ tể Chôn Đá. Ông đồ tể này trong suốt 55 năm làm cái nghề đồ tể giết heo. Và trong những ngày mà ông ta sắp chết á, là ông ta phải quằn quại bò lê lết ở trên sàn nhà và rống lên như là cái tiếng con heo mà bị đâm họng vậy đó. Thì giống như là cái người nghèo, họ bị mắc nợ, họ trốn đi, họ khổ đã đành đi, mà khi bị chủ nợ bắt gặp được thì chủ nợ đánh đập họ vậy. Rồi cái người làm ác sau khi mệnh trung từ bỏ cõi đời này, họ phải bị tái sanh vào những cảnh giới khổ đau, nhất là địa ngục. Quả dư sát từ địa ngục, họ sanh lại làm ngạ quỷ hay là làm cái loài bàn xanh. Và khi mà họ trở lại làm người thì họ sẽ là người gặp nhiều bất hạnh ở trong cái cuộc sống nhân loại. Bởi thế người Phật tử chúng ta để ý, chúng ta thấy ở loài người của chúng ta đó, những người mà ở cái loài ở địa ngục sanh lên, hoặc là bàn xanh sanh lại đó, hay là ngà quỷ sanh qua đó, thì có những người mặc dù thân nhân loại nhưng mà họ sống luôn luôn bị đau khổ giống như là dưới địa ngục. Có những người thân nhân loại nhưng mà họ bị đói khổ, họ phải đi nhặt những cái vật thực rơi thừa, hoặc là họ đi kiếm những cái sự sống từ nơi đống rác vân vân, cũng giống như là loài ngạ quỷ vậy đó. Có những loài người mà họ nằm ở trong cái thành phần xã hội đen, tối ngày chỉ có cái việc tìm kiếm nhau để thanh toán nhau, đánh đập nhau, rồi bị luật pháp của quốc độ trị họ vân vân, thì giống như hạng Atula. Có những loài người mặc dù thân nhân loại nhưng mà đầu óc của họ lú lẫn, họ chỉ biết ăn rồi ngủ,
Khi mà tình dục khởi lên thì người nam đi tìm người nữ đi tìm người nam, cho nó thỏa mãn cái lòng dục rồi thôi. Sau đó họ sanh con ra, họ bỏ rơi đứa con đó, họ xem như đó là một cái cục nợ, giống như con thú vậy đó. Cho nên ở đây chỉ có loài người mà được cái phước là giống như loài người, là tài sản của nhân loại, gọi là manusa sabati. Có cái hạng loài người mà họ sống như là chư thiên, vì họ từ ở trên cõi chư thiên sinh lại, cho nên họ rất là sang trọng, rất là quý phái. Nhắc lại cái điều này để cho các Phật tử chúng ta chú ý rằng hiện tại mặc dù đời sống của chúng ta nghèo khổ thì có nghèo khổ, nhưng mà nghèo khổ về vật chất không đáng kể, mà chúng ta đừng có để cho chúng ta nghèo khổ về thiện pháp. Thiện pháp ở đây có năm thứ thiện pháp căn bản mà người Phật tử chúng ta phải nhớ, đó là làm sao chúng ta phải giàu niềm tin nơi Phật pháp. Một người dù nghèo nhưng mà họ trong cái chí nguyện, cái lý tưởng Bồ Tát, họ vẫn tin tưởng cái con đường giải thoát, và gặp cái thời kỳ Đức Chánh Đẳng Giác thì họ có lòng tin nơi Đức Phật, họ có cái lòng thành kính nơi Đức Phật, và họ lúc nào họ cũng thực hành theo cái lời dạy của Bậc Chánh Đẳng Giác, thì đó là người giàu niềm tin. Sư không biết ở đâu với ai, nhưng mà bản thân sư đó, thì khi mà sư gặp những người Phật tử, dầu cho người đó không phải là đại gia, nhưng mà hễ người đó có niềm tin nơi Phật pháp, rồi nhất là có chánh kiến, hiểu biết đúng, thì sư quý trọng, sư xem họ giống như là bà con thân quý của sư vậy. Bởi chỉ có người giàu niềm tin đó thì người đó mới đáng là một vị cận sự nam, cận sự nữ ở trong Phật giáo. Vì Phật giáo tồn tại là do nhờ những người này. Còn những người họ giàu có tiền của, họ đem tiền vào họ xây dựng chùa chiền vân vân, nhưng mà để rửa tiền đó, thì trong trường hợp này người đó không phải là trụ cột của giáo pháp. Vì một thời gian sau khi mà tài sản của họ khánh tận, thì lúc bấy giờ họ sẽ bỏ quên Phật pháp. Hoặc giả là họ làm phước được một thời gian, nhưng vì không có cái niềm tin kiên cố, cho nên cái trí tuệ của họ nó cũng không có phát triển, không có viên mãn. Thế là họ trở thành cái người thiếu niềm tin, rồi họ bỏ Phật pháp. Cho nên ở đây cái người có niềm tin là quan trọng lắm. Người Phật tử chúng ta mỗi mỗi ngày chúng ta đều phải thành tựu cái niềm tin bằng cách là mỗi một buổi sáng chúng ta cố gắng lần sau chúng ta niệm tưởng ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và khi mà chúng ta có cái sự niệm tưởng như vậy đó, thì cái niềm tin của chúng ta mới mạnh mẽ. Cho nên sư hy vọng rằng Phật tử chúng ta cứ mỗi lần hễ càng khổ thì chúng ta càng có niềm tin kiên cố. Vì chúng ta biết rằng thế gian này có cái sự khổ đau, cho nên Đức Phật mới xuất hiện để Ngài thuyết pháp thoát khỏi sự khổ đau. Cho nên hễ mỗi lần mà chúng ta bị đau khổ, chúng ta liền nhớ Đức Thế Tôn đã dạy có thân này là khổ, luân hồi là khổ. Cái sự khổ này sẽ kéo dài khi mà chúng sanh không có biết Phật pháp, không có tu theo giáo pháp. Thế là chúng ta giữ vững được cái niềm tin. Thời buổi bây giờ thưa quý vị là cái thời buổi diễm dương, vàng thau lẫn lộn,
Cho nên sư cũng hy vọng rằng các Phật tử chúng ta, mỗi khi mà chúng ta đi chùa, mỗi khi chúng ta làm phước ở đâu đó, chúng ta phải có cái niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo. Bởi vì niềm tin không vững chắc, có đôi khi quý vị đến chỗ này đến chỗ kia mà quý vị nghe thấy những cái sự không tốt đẹp nơi chùa chiền, thì tự nhiên là quý vị sẽ bất mãn và quý vị sẽ bỏ đi Phật Pháp, bỏ Tam Bảo. Thì cái điều này là chúng ta trở thành một người nghèo khổ, nghèo tiền, nghèo bạc. Thì bất quá chúng ta khổ một kiếp thôi, nhưng mà chúng ta nghèo đức tin đó, đức tin Tam Bảo đó, thì chúng ta sẽ khổ vô lượng kiếp. Cho nên quý vị nhớ cố gắng. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải giàu vì giới hạnh. Cái việc mà chúng ta giữ giới đó nó quan trọng lắm thưa quý vị. Nhân loại của chúng ta vì rằng bây giờ chúng ta không có giữ giới, loài người không có giữ giới nhiều, sát sanh nhiều, trộm cắp nhiều. Do đó cho nên bây giờ quý vị biết là do sát sanh nhiều cho nên bị yếu thọ. Đừng có nghĩ rằng ở trên thế giới này có những người mà họ sống được 100, 100 lẻ mấy tuổi, rồi chúng ta đưa thông tin lên chúng ta nói là tuổi thọ là người đang tăng. Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Đức Phật Ngài đã tuyên bố rồi là chúng sinh sống theo ác pháp thì tuổi thọ càng lúc càng giảm. Như chúng ta thấy rõ bây giờ, tuổi thọ bây giờ trung bình là 75, thời Đức Phật là trung bình là 100 tuổi, mỗi một thế kỷ giảm tuổi. Thời bây giờ là 75, còn minh mẫn, còn sáng suốt được. Nhưng mà bắt đầu qua khỏi cái tuổi 75 cho đến 80, 90 rồi là sống trong những ngày giống như là thực vật, đời sống thực vật. Yếu đuối, bệnh hoạn, nằm liệt giường, liệt chiếu, hoặc là tinh thần không được minh mẫn, trí tuệ không được sáng, lú lẫn, quên trước, quên sau, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rồi, bây giờ sống thọ nhiều, thọ để làm cái gì? Thọ chỉ sống trong những ngày khổ đau thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu là nhờ giữ giới. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, này Xu Phát Tô Đê Giá, những người nam nữ nào từ bỏ sắc sanh, những người đó sau khi chết sinh cõi trời, nếu trở lại là người thì sẽ là người sống trường thọ. Chúng ta phải hiểu vậy. Còn cái vấn đề mà trộm cắp quý vị, khi mà nghèo đói, khi mà sự bố thí không còn, người ta ít có bố thí, thì cứ nghèo đói nó tăng thịnh. Mà nghèo đói tăng thịnh thì trộm cướp nó tăng thịnh. Mà trộm cướp tăng thịnh thì bắt đầu phải dùng đến hình phạt như là đánh đập, hoặc chặt tay chặt chân, hoặc là tù đài. Mà hễ như vậy đó thì con người sống sẽ hỗn loạn. Chúng ta thấy bây giờ nhan nhản khắp nơi, ở đâu cũng có trộm cướp, ở đâu cũng có lừa đảo để cướp giật tài sản của người khác. Thì bây giờ chúng ta thấy cái dấu hiệu là dẫu cho loài người bây giờ có những người giàu có, nhưng mà họ nghèo vì giới hạnh. Cứ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cứ vậy thôi. Người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là si lê nó sức kịch tinh dân tí, chúng sanh mà sanh về cõi trời nhờ giữ giới, si lê nó phố gà sâm bà đa, tức là chúng sanh được đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Bây giờ mấy người nhà giàu thưa vị khổ lắm. Khi mà giàu có rồi thì nhiều khi một đêm sáng thức dậy thì trắng tay, hoặc là công ty đang làm ăn đang xuân vậy, năm nay đang xuân vậy, nhưng mà đụng cái rồi thì bắt đầu phá sản, vỡ nợ. Cái trường hợp có rất là nhiều. Quý vị biết tại sao vậy?
Là tại vì con người chúng ta bây giờ nó không có phước bảo vệ tài sản. Không có phước bảo vệ tài sản. Đời trước có bố thí nhưng mà không có giữ giới, cho nên bây giờ tài sản không có giữ gìn được, tài sản bị thất thoát, bị mất mát. Cho nên đó, khi mà người Phật tử chúng ta hiểu thì chúng ta có được tài sản, chúng ta phải biết là tài sản đó phát sinh lên, tài sản là do phước báo, nhưng mà giữ được cái tài sản là do nhờ chúng ta giữ giới. Quý vị nhớ vậy. Cho nên đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng ồ chỉ cần đi xả tài bố thí nhiều là sao này giàu có rồi, nhưng mà không, thưa quý vị, giàu có là một lẽ, mà gìn giữ được tài sản của mình không bị nước lụt, không bị quả hoạn làm cho tiêu hao, không bị vua tịch biên. Bây giờ quý vị thấy là giàu có tài sản thiệt, nhưng mà đến chừng mà người ta kê biên ra, người ta kiểm kê tài sản là do làm ăn hối lộ tham dục vân vân, hay là do buôn lậu này kia, hoặc là do trốn tránh thuế nhà nước này kia, là bị tịch thu sạch ráo hết. Bây giờ chúng ta còn cái gì? Cho nên giàu đừng có mừng, chúng ta phải thử nghĩ coi chúng ta có cái gì để bảo vệ tài sản mình hay không. Chưa có giữ giới thì cố gắng giữ giới, mà sợ có đôi khi chúng ta giữ giới bây giờ hơi quá muộn đó, nhưng mà có thì còn hơn không. Cho nên nếu mà không bị nước lụt, không bị quả hoạn, không bị vô tịch biên, thì tài sản cũng bị trộm cướp. Hãy giàu mình nghèo thì không có ăn cướp, nó đi đến nhà. Nhưng mà mình giàu lên một cái thì ra đường chúng giật, hoặc là giết hại mình để nó cướp giật tài sản. Hoặc là những người giàu có, những người giàu có thưa quý vị, nhiều khi đó có những đứa con ở trong gia đình nó ỷ cha mẹ giàu có tiền bạc, thế là nó ăn xài, nó làm cho tiêu hao tài sản, nó phá sản. Những kẻ thừa tự phá sản. Cho nên có năm nguyên nhân làm cho hư hao tài sản, cái đó là do không có giữ giới. Thành thử ra người Phật tử chúng ta nên biết rằng chẳng thà mình nghèo về vật chất, nhưng mà mình đừng có nghèo về giới, về giới, giới hành. Chúng ta cố gắng chúng ta giữ giới. Một người mà không có sát sanh tạo được cái phước đức, một người không có trộm cắp tạo được phước đức, người không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là người tạo được cái phước đức đem lại cái sự an lạc trong tương lai. Cái thứ ba nữa là phải có cái hạnh bố thí, hãy sống là giếng nước, là mưa nguồn, với hai bàn tay rộng mở hoan hỷ cho cái việc bố thí. Đức Phật đã dạy trong bài kinh Tiểu Nghiệp phân tích về nghiệp tiểu kinh Chu La Cầm Áo Quý Phần Gác này, xuất phát tôi đề giá những người nam nữ nào trong đời có cái tâm hoan hỷ xả tài, hoan hỷ trong cái việc cúng dường đến các bậc sa môn và lâm môn, không có lòng hối tiếc bổn xẻng, thì người này sau khi chết được sanh về cõi trời. Nếu sanh trở lại là người thì người đó sẽ là người có tài sản lớn. Nếu cái giếng nước của chúng ta đó mà chúng ta không cho người ở trong xóm trong làng đi đến để múc lên xài đó, thì cái giếng nước đó nó động lại thành nước tù, và lâu ngày cái mạch nước nó bị lấp. Còn khi mà chúng ta cứ cho bà con lối xóm đến xài đó, thì cái mạch nước đó nó sẽ tuôn ra, nó làm cho cái giếng nước của chúng ta lúc nào cũng đầy tràn mà trong sạch.
Cũng ví dụ như vậy, tài sản mà chúng ta có phát sinh trong hiện tại do cái phước quá khứ, thì hiện tại chúng ta xả tài đi, Bồ Tát cho tất cả thì sẽ được tất cả. Còn khi mà chúng ta bỏ sẻ keo kiết á, thì cũng giống như là chúng ta đắp, chúng ta đậy nắp giếng lại thì chúng ta sẽ không được cái gì hết. Cho nên Đức Phật là dạy, này các tỳ kheo, nếu ai mà hiểu được lợi ích của sự bố thí thì người đó dù còn một chén cơm họ cũng chia ra làm hai phần, một phần để cho người khác, một phần họ để ăn. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta nên nhớ là chúng ta muốn được tài sản trong tương lai là chúng ta phải có được cái hạnh bố thí. Vì ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài kể lại khi Ngài còn là vị Bồ Tát á, Ngài không có bỏ sẻn. Do nhờ cái phước bố thí đó mà Ngài có được một cái quy lực. Khi Ngài sanh ra ở đời thì cái quy lực lớn nhất là vị Bồ Tát không bao giờ sanh vào cái loài ngạ quỷ, quỷ đối. Cho nên chúng ta phải bố thí. Mà khi chúng ta đã bố thí, sống rộng rãi với hai bàn tay rộng mở, là giếng nước, là mưa nguồn cho mọi người, thì chúng ta yên tâm rằng đời sau chúng ta sanh ra chúng ta không đến nỗi đói đâu. Bây giờ mà chúng ta thấy có những cái quốc độ, những cái đất nước mà con người bị hạn hán, thiên tai, phải đói, phải khổ như dân châu Phi chẳng hạn, chúng ta sợ không? Nếu mà mình lỡ mình chết khỏi, rời khỏi Việt Nam mà chúng ta tái sanh qua cái xứ đó là chúng ta rất là khổ. Cho nên bây giờ chúng ta ráng bố thí, thì đời sau này do cái phước đó mà chúng ta sẽ tái sanh ở chỗ nào mà chúng ta dễ tìm vật thực, dễ sống. Cho nên chúng ta phải gây ráng. Người mà có tiền, có cái phước trong quá khứ mà có tiền bạc ngay trong hiện tại, nhưng mà người này bỏ sẻ, người này chưa chắc gì được sẽ an vui. Bà Quý Sa Kha đó, bà được gả về cho tiểu thơ Quý Sa Kha, được gả về cho gia đình bá hộ là Vi Gà đó. Mà ông cha rất là bỏng sẻn keo kiết. Mà bà Quý Sa Kha đắc đạo quả tu đầu quần từ hồi 7 tuổi. Bà rất muốn làm phước, nhưng mà bây giờ là về làm dâu thì đâu có vượt qua khỏi cái quyền hạn đó được. Cho nên bữa đang ngồi hầu bữa ăn sáng cho cha chồng, một vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật đi khất thực ngang và cảm thấy khó chịu quá, cái bà đứng sang bên và nói giọng ra để cho cha nghe: bạch ngài, xin ngài hãy đi sang nhà khác, cha của con, cha chồng con đang ăn vật thực cũ. Mà quý vị biết cái tiếng vật thực cũ có nghĩa là ăn phận. Nhưng mà ông cha chồng bắt lỗi không được, ông tức lắm, ông họp các bà la môn nói đó, dâu mà nói chuyện cha chồng như vậy bà mới giải thích. Bà nói không, theo đạo lý của Phật giáo đó thì người mà hiện tại giờ có là do cái phước cũ quá khứ. Tôi, cái ý mà con muốn nói ở đây đó là cha chồng của con là chỉ hưởng cái phước cũ quá khứ thôi, chứ không có làm phước hiện tại đâu, không có tạo phước mới đâu. Cho nên gọi là ăn vật thực cũ. Ông cha chồng nghe vậy đúng thôi, không bắt lỗi nữa. Rồi cái sau đó đó, ông cha chồng cũng đổi giận là vui, ông mới cho phép nàng dâu được cúng dường trai tăng đến Đức Phật và chúng tỳ kheo. Về sau này Đức Phật Ngài thuyết pháp, rồi ông Migara, ông cha chồng của bà Quý Sa Kha đó, ngồi ở trong rèm ở phía trong buồng nghe pháp, đắc đạo quả tu đồ vườn. Từ đó về sau mới bắt đầu làm việc phước. Cho nên ở đây chúng ta đừng có để là chúng ta chỉ ăn vật thực cũ. Phước trong quá khứ chúng ta đã có, bây giờ chúng ta được giàu có, được có tiền, thì chúng ta nên tạo cái phước mới.
Cũng giống như cái giếng nước mình đã có, bây giờ mình cho người ta xài hết để ngày mai đêm sáng ngày nước mội mới tuôn ra thì chúng ta có mà chúng ta xài nước mới. Đó là cái hạnh bố thí. Thứ tư là chúng ta phải làm giàu cái gì? Ở đây thưa quý vị, một điều mà chúng ta nên hiểu rằng gọi là nhân loại Manusa, tức là Mana Usahang, tức là người có tâm ý tiến hóa. Chúng ta là người, loài người, chúng ta phải có cái sự khôn ngoan, chúng ta phải có cái kiến thức. Mà cái kiến thức quan trọng đó là cái kiến văn Phật Pháp, gọi là Sutta hay Bahusutta. Nhờ chúng ta nghe Pháp nhiều, xem kinh điển nhiều, chúng ta mới biết được cái Pháp nào là Pháp nên hành trì và Pháp nào Pháp không nên hành trì. Cái Pháp nào đưa lợi ích và Pháp nào không đưa lợi ích. Pháp nào đem đến kết quả hạnh phúc, còn Pháp nào đem đến kết quả đau khổ, chúng ta phải biết rõ. Và khi chúng ta biết rõ như vậy đó, thì chúng ta mới sắp đặt trong cái việc mà tu tập để chúng ta đem đến cho mình cái sự lấy sự an lạc trong tương lai, do nhờ cái kiến văn Phật Pháp cả. Một người sống ở đời là cái thân nhân loại, nhưng mà chúng ta không biết cái điều hay lẽ phải, thì thưa quý vị, nói xin lỗi, cái đời sống của chúng ta giống như là cái loài bàn xanh vậy thôi. Bởi vì loài bàn xanh sanh ra, cái bản năng của loài bàn xanh đó là biểu chỉ biết đi tìm mồi, đi tìm thức ăn, ăn để sống và trưởng thành. Rồi trong thời gian mà mới vừa trưởng thành đó, thì cái loài giống đực nó đi tìm cái giống cái để mà thỏa mãn cái tính dục nó thôi, tính già đến chết. Loài người chúng ta thì không như vậy. Do nhờ cái kiến văn học hiểu Phật Pháp mà chúng ta đã làm được những cái việc lớn. Ngay cả như là Phật tử chúng ta mỗi lần mà đi đến chùa, như hôm nay quý vị đến Hùng Phước Lễ Dân Y, nhờ có cái kiến thức về Phật Pháp, quý vị sẽ hiểu được tại sao ta phải làm phước. Nhờ có cái kiến thức Phật Pháp, chúng ta mới hiểu được rằng phải làm phước như thế nào để phước báo đó tăng thịnh. Rồi khi mà chúng ta đến chùa như thế này, ngoại trừ thí chủ bỏ tiền ra làm phước cúng dường, bây giờ những người Phật tử chúng ta đến tham dự, chúng ta mà không hiểu Phật Pháp đó, chúng ta không biết đến tham dự có phước, có phước ở chỗ nào mới chết vậy chứ. Đây này, xin nói cho quý vị nghe, trước hết là người Phật tử chúng ta nhờ có kiến văn Phật Pháp, chúng ta mới biết được tại sao mình phải làm phước. Có những người Phật tử từ Hà Nội bay vô đây để đi làm phước. Tại sao vậy? Tại vì người đó suy nghĩ rằng tài sản vật chất đó là phù du giả tạm, mà cái cuộc sống này thì con người bấp bênh vô định. Parichinnang edang rupang roganithang papangurang phichiti puti sandeho maranang tang hichi vitang. Người đó suy nghĩ rằng sắc này, cái thân này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, cái đống hôi thối này sẽ đổ vỡ, bởi vì cái mạng sống này chỉ có sự chết là kết thúc. Cho nên người này hối hả đi làm phước. Rồi khi làm phước như thế nào là có phước? Người Phật tử chúng ta hiểu rằng khi mà đã xả tài làm phước đó, thì phải làm phước Sobhanasasahagatang, tức là làm phước bằng cái tâm thọ hỷ, hoan hỷ vui vẻ. Thứ hai nữa là Jnanasamayutang, tức là phải làm phước tương trí, tức là phải hợp trí tuệ. Và thứ ba nữa Asankharikabekang, tức là làm phước với tâm vô trợ, tự mình phát sanh ra cái tâm mà làm phước, chứ không phải là xu hướng theo người khác. Chúng ta hiểu cách làm phước gì? Làm phước thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì như vậy cái phước báo sẽ phát sanh lên nhiều. Và người Phật tử chúng ta khi mà đi đến đây đó,
Người thí chủ mà làm phước, làm phước xong rồi chúng ta muốn tăng thêm cái phước gấp đôi, quý vị biết làm cái gì không? Người Phật tử chúng ta nên là các thí chủ chú ý cái chỗ này nè. Làm phước xong rồi đó là phải patta đà ná, tức là phải chi phước đến người khác. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là vì a cha dẫn kinh, dẫn bài kinh hồi hướng thì chúng ta đọc theo, đọc như con két, tức là chúng ta học thuộc bài kinh chúng ta đọc, chúng ta đâu chú ý đâu. Còn khi một người thí chủ làm phước, vừa làm phước xong ấy đi gặp người này, người này hôm nay tôi làm phước, bạn hãy quan hỷ, hãy tùy hỷ phước theo. Cái đó là mình chia phước cho người ta. Mình gặp ai mình cũng kêu gọi họ là hãy tùy hỷ quan hỷ phước với tôi. Thì như vậy đó là cách mà chúng ta hồi hướng phước cho người sống. Còn người chết ấy, thì chúng ta mới tưởng nhớ trong tâm phước cho thiện nghiệp, để là hôm nay nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh vong linh quá vãng. Những người nào quan hỷ phước, tầm cầu phước hãy đến đây tùy hỷ. Hoặc là người Phật tử chúng ta, nếu như không phải là thí chủ, thì bây giờ chúng ta đến làm cái gì? Chúng ta là Patanubodhana, tức là chúng ta tùy hỷ phước. Vì Đức Phật đã dạy rằng Yetattha anubodhanti vayya vaccan karanti va nati na dakkhina ona ti vipunya sapagino. Tại cái cuộc làm phước á, thí chủ bỏ tiền ra làm phước là có phước, mà cái người phục vụ trong cái cuộc lễ có phước. Thí dụ như bây giờ Phật tử chúng ta đến chùa, chúng ta không phải là thí chủ, nhưng mà chúng ta đến chúng ta tiếp tay. Người thì lo cái việc ẩm thực, người lo sắp đặt bàn ghế, người lo tiếp rước chư tăng, hoặc là người lo trật tự giữ gìn an ninh, hay xe cộ Phật tử đừng để mất mát, cái đó cũng có phước. Nhưng mà anubodhana tức là chúng ta tùy hỷ phước theo cũng có phước. Mà quý vị biết tùy hỷ là gì không? Phật tử chúng ta thường thường nó có cái thói quen không hiểu chữ tùy hỷ là gì, mà hễ mà người ta nói hôm nay xin chư thiên và nhân loại quan hỷ phước báo chúng tôi là hôm ngày hôm nay hết trơn cái hội trường xa thú lành thai. Mà quý vị nói cái tiếng xa thú lành thai ai không thuộc, nói dễ mà. Nhưng mà cái tâm quý vị có tùy hỷ hay không, cái đó mới quan trọng. Chúng ta thấy người ta làm chúng ta mới tác ý như thế này, thật sự nhờ ánh sáng Phật pháp sâu rồi. Mà bây giờ giữa cái thời đại diệu dương vẫn có những tấm lòng rộng mở, những người này họ bỏ tài sản ra để đi làm phước, như vậy họ sẽ là bạn đồng hành với ta, vì ta cũng thích làm phước, mong cầu quả niết bàn. Thì có những người bạn đồng hành như thế này quý quá, chúng ta tự quan hỷ ở trong lòng, quan hỷ theo. Đi đến ngã ba ở tư đường đó, gặp người ăn xin họ ngồi đó, mình thì mình không tiện bố thí, nhưng mà hãy thấy cái người nào ở gần bên đó, ở trời đèn đỏ đó, mà họ vỗ tay họ làm phước cho người ăn xin, chúng ta cũng hãy trong thâm của chúng ta tùy hỷ vui thích theo cái việc làm của cái người bố thí đó, chúng ta cũng vẫn có phước như thường. Cho nên cái việc mà chúng ta tùy hỷ phước rất quan trọng. Quý vị phải học hai cách, học ba cách. Một là cái tâm xả tài không có bỏng sẻn, gặp duyên là bố thí. Thứ hai là chúng ta làm phước xong, chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta sẽ chia phước đến người khác, cho người khác tùy hỷ theo. Thứ ba là chúng ta thấy người khác làm phước, chúng ta nên có sự quan hỷ ưa thích theo. Cho nên cái việc mà chúng ta có cái kiến văn rộng nó hay lắm thưa quý vị. Chúng ta biết cách. Còn người mà không có học hiểu Phật pháp thì người đó họ nghèo, tức là họ ngồi đó họ không biết làm gì, nên đến chùa đứng sơ rớ, không biết làm cái gì. Còn khi mà chúng ta có kiến dân Phật pháp, xin nói thật quý vị,
đi đến chùa đông đảo như thế này, người mà có cái trí văn Phật pháp biết tu, tu cũng dễ nữa. Bây giờ chưa tới giờ cử hành lễ, chúng ta tu như thế nào? Đức Phật ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, khi các ngươi tụ họp lại, có hai chuyện cần phải làm. Một là gặp nhau nói chuyện về đề tài Phật pháp, về bố thí, về quẩn, về xứ, về giới, về đế, hay là viễn ly tri túc tinh tấn, vân vân. Còn nếu không có đề tài Phật pháp, gặp nhau đừng có nói chuyện tầm phào vô ích. Mà chúng ta cứ ngồi lại, mỗi người ngồi gốc vậy đó, mỗi người ngồi gốc, chúng ta ngồi lại, chúng ta một là chúng ta giữ chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào, hai là chúng ta suy vén đời là vô thường, khổ và vô ngã. Hai là chúng ta nghĩ tất cả chúng sanh đều sẽ chết, tất cả chúng sanh chết rồi phải đi theo cái nghiệp của mình đã tạo. Chúng ta cứ suy nghĩ vậy, cái đó cũng là một cách để mà chúng ta tu tập. Cho nên Phật tử chúng ta hễ mà học Phật pháp mà rành rẽ rồi đó, thì ở đâu chúng ta cũng tu được. Thậm chí thưa quý vị, chúng ta đang ngồi trong toilet chúng ta cũng tu được nữa. Tại sao vậy? Vì lúc đó chúng ta vẫn có chánh niệm, chúng ta vẫn có chánh niệm. Chúng ta có chánh niệm rồi, chúng ta quán cái thân này phải khổ là như vậy. Đại tiện, tiểu tiện cũng là khổ, đối cũng là khổ, mà khác cũng là khổ. Chúng ta quán xét cái đó. Cho nên cái chuyện đó chúng ta làm dễ, đừng để cho nghèo kiến dân Phật pháp. Và cái thứ năm cuối cùng là chúng ta đừng để nghèo cái trí tuệ. Dạ xoa la quá cá hỏi Đức Phật: cái thân chi vinh chi vô tá mô sẽ thân, đời sống thế nào gọi là đời sống cao quý? Thì Đức Phật ngài dạy: panya chi vinh chi vô tá mô sẽ thân, đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Quả thật như vậy. Mất quý thuộc là sự mất mát ít thôi, mất tài sản ít thôi, nhưng mà mất trí tuệ là mất tất cả. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải tu tập, phải trau dồi cái trí tuệ cho tốt, nhất là chánh tri kiến, phải hiểu biết đúng. Thì ở đây đó, thời pháp này sư chỉ thuyết khoảng 45 phút, tức là bây giờ là 9:44 rồi, cho nên sư kết thúc ở đây. Sư mong rằng các Phật tử chúng ta bắt đầu chúng ta làm giàu về những cái thiện pháp, đức tin, giới hạnh, bố thí, đa văn và trí tuệ. Còn cái vấn đề mà tài sản vật chất có nghèo đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Và sư có một đôi lời để chia sẻ với quý vị, chúc quý vị được luôn được sang vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.